Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của nhà Nguyễn Ngọc. Và ngày hôm nay mình sẽ làm một video về việc ép thơm với lại máy ép chậm trục ngang. Chiếc máy mình sử dụng là chiếc máy mình hay giới thiệu về máy trục ngang, đó chính là Omega H3000. Rồi trước khi đi vào video ngày hôm nay, rất là mong mọi người sẽ ủng hộ những cái sản phẩm mà bên nhà Nguyễn Ngọc cung cấp, bao gồm máy ép chậm, máy làm sữa hạt, nồi chiên không dầu và nồi chiên hơi nước tại Facebook nhà Nguyễn Ngọc, website nhà Nguyễn Ngọc.com và Zalo mình đã để bên góc trái. Đừng quên subscribe kênh của nhà Nguyễn Ngọc để theo dõi những cái thiết bị bếp mới mà bên mình đang cung cấp và review để cho mọi người xem nha. Rồi bây giờ mình sẽ mở máy lên và ép thử cho mọi người xem nha. Rồi đầu tiên khi mà mở máy lên á, thì máy nó hoạt động, mọi người có thể nghe cái âm thanh này. Nó rất là êm luôn. Đó là lý do tại sao mình thích cái máy này lắm. Ở đây mình đang cắt thơm thành những cái miếng như thế này, cho nên là mình sẽ phải sử dụng cái thanh nhấn. Bình thường thì mình nhớ là mình sẽ cắt nó thành theo cái miếng, gọi là cái thanh cỡ một ngón tay á, thì cho vào mình sẽ không cần phải nhấn. Thì mọi người cũng có thể thấy là cái bã nó đang ra ở phía trên này. Thì thường với máy ép chậm á, mọi người nên lưu ý nè. Cái nước đầu tiên, cái bã sát đầu tiên khi mà nó ra, nó sẽ có một xíu xíu nước. Không phải là máy ngang mà máy đứng nó cũng vậy. Cho nên là khi mà máy mới ra một cái xíu, cái bã ép đầu tiên mọi người thấy nước, thì nó không phải là không kịp bã, mà là cái nước đầu tiên ở trong cái sát của trái cây của mình á, thì nó sẽ có một cái lượng nước nhất định như vậy. Rồi bây giờ sau khi mà hướng dẫn cho mọi người xong á, thì mình sẽ tập trung vào mình ép và mình sẽ tua nhanh cái đoạn này để cho mọi người thấy là cái công đoạn ép hàng ngày của mình với lại máy ép chậm trục ngang Omega nó sẽ diễn ra như thế nào và khi mà ép dứa rồi nữa. Bã đang đẩy ra rất là tốt luôn á mọi người. Đây là lý do mà mình thường thích cái uống ép dứa, là tại vì mình thấy là khi mà uống nước ép dứa thì cái da mặt của mình nó đẹp hơn rất là nhiều luôn á. Đây cũng là một cái mẹo dành cho chị em nào mà muốn sử dụng nước ép mà hỗ trợ cho làn da của mình á. Mình thấy là với sữa hạt á, thì khi mà mình uống mình cảm giác là mình dễ ngủ nè, sức khỏe của mình nó mát hơn, nó dễ chịu hơn, không có bị quạo quọ khó chịu trong người. Còn với nước ép á, ngày xưa thì mình thích uống sữa hạt, bây giờ vẫn thích uống, nhưng mà thích uống sữa hạt nhiều hơn nước ép. Nhưng mà sau này khi mà phát hiện ra cái công dụng thần kỳ của nước ép đối với làn da á, thì mình rất là cố gắng và chăm chỉ để mà mỗi ngày tăng cường thêm nước ép vào trong cơ thể luôn. Trước đây mình giới thiệu sữa hạt rất là nhiều tại vì sữa hạt nó dễ uống, và ngay cả chính mình cũng rất là thích uống sữa hạt nữa. Nhưng mà từ khi phát hiện ra là uống nước ép là da rất là đẹp, đẹp nhiều lắm, da mặt gọi là sáng trưng mà hả, cái làn da của mình kiểu là mình cảm thấy là cải thiện kinh khủng luôn á. Mình không có bữa mà là mình không dùng kem dưỡng ẩm, nhưng mà thấy cái làn da của mình nó cũng sáng lên mà nó đẹp rất là nhiều. Nói chung là với máy ép chậm trục ngang hay là máy ép chậm trục đứng thì mọi người cũng phải là cắt nhỏ nguyên liệu. Nhưng mà với máy chậm trục ngang thì có nhiều người nói là chuẩn bị nguyên liệu thì cực, nhưng mà mọi người không biết một điều là với máy trục ngang á, thì những cái nguyên liệu mà nó nhiều xơ như dứa nè, rồi rau này kia, thì máy trục ngang nó có một đặc tính là không bao giờ bị kẹt. Chính vì nó không bao giờ bị kẹt cho nên là mình rất là thích nó, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mọi người có thể thấy là cái miệng liệu nó như thế này, nó nhỏ nguyên cái phần này nè, cho nên là vệ sinh nó rất là khỏe luôn. Một lát sau khi ép xong mình sẽ cho mọi người thấy là cái việc dở cái nguyên cái trục ép này kia đi, đem đi vệ sinh á, nó chỉ trong vòng một nốt nhạc thôi. Nào mọi người xem nha, mình cái cách mà mình vệ sinh máy trục ngang như thế nào. Đầu tiên á, là sau khi mà ép xong thì nó sẽ còn một cái xíu siêu bã, để mình gạt nó ra, còn cái xíu siêu bã ở trên này đó. Sau khi mà còn xíu siêu bã trên này thì chúng ta sẽ đẩy cái ca chứa này, chúng ta để cho nằm ngang, rồi chúng ta đẩy vào cái miệng chứa nước ép. Để chi mọi người biết không, khi mà nước nó nhiễu xuống như vậy á, thì nó sẽ nhiễu vào trong cái ca chứa, nó không có bị nhiễu ra ngoài bàn, mình sẽ đỡ phải lao. Đó là một cái mẹo của một người lười biếng như mình. Đó, mình giới thiệu cho mọi người để mà cho hội chị em hoặc là những cái anh ưa làm bếp á, chúng ta khi mà chúng ta vệ sinh thì chúng ta sẽ không có bị nhiễu nhão ra ngoài bàn, thì đỡ phải dọn. Thì bây giờ mình sẽ cho mọi người thấy đây là cái trục ép
ha, cái trục ép và toàn bộ cái cấu kiện của cái phần quay ép, đây là cái động cơ, thì chúng ta sẽ không vệ sinh gì ngoài là lau ẩm cho máy. Rồi khi mà tháo ra như thế này, mọi người thấy không, nó rất là gọn nha. Và khi mà vặn ra như thế này đó, thì đây là cái phần thoát bã nè, ở bên trong nó còn cái lưới lọc và một cái trục ép nữa. Thì chúng ta chỉ rửa tầm 4 bộ phận thôi và nó rất là nhỏ. Mọi người thấy cái bàn tay của mình khi mà cầm hết nguyên một cái phần trục ép không? Nó rất là gọn luôn. Cho nên là cái thời gian vệ sinh của máy trục ngang mình so ra với lại máy chậm trục đứng thì nó chỉ tầm 1/3 thời gian thôi. Có nghĩa là thời gian mình rửa hết cái này và hai cái ca chứa thì nó chỉ trong khoảng là có 5 phút thôi. Cho nên đó là lý do là mình rất là yêu thích máy chậm trục ngang, tại vì mình lười, cho nên mình rất là thích những cái gì mà dễ lắp ráp, dễ vệ sinh. Và đặc biệt máy này nó còn không kẹt nữa, cho nên thoải mái lắm. Ép những cái như rau dứa là khỏi cần phải ép xen kẽ hay là này kia luôn, rất là thoải mái. Nhưng mà nói như vậy là không phải là chê máy trục đứng, nhưng mà tại vì là cá nhân của mình trải nghiệm, cho nên năm nay mình sẽ PA máy trục ngang nhiều hơn để cho mọi người lựa chọn máy trục ngang giống như nhà Nguyễn Ngọc. Còn trước đây là mình vẫn với máy trục đứng thì mình vẫn là rất là thích dòng Tabuhotep 30. Mọi người xem kênh của nhà Nguyễn Ngọc nhiều mọi người nhớ mà đúng không? Rồi bây giờ với hai trái thơm và cái tô thơm lúc nãy thì mình lấy được bao nhiêu ly nước nè mọi người? Quá nhiều luôn. Mình có thể xem cái ml nước ở trong này là 600ml nước, nhưng mà không phải là nước ép. Như đây là mọi người uống đầy một ly, mỗi ly 200ml không phải nha. Với mỗi lần uống của nước ép như vậy, mọi người chỉ rót ra tầm khoảng 100ml rồi xong mọi người đập đá và mọi người uống. Chứ uống nhiều quá nó sẽ bị gọi là sót ruột á, uống nhiều quá cũng khó chịu bụng. Thật ra thì những cái dòng máy tầm 3-4 triệu thì mình so, ví dụ như ở Omega H3000 đi, thì mình thấy là nó sẽ trên lệch đối với Omega CNC 82 là kiểu 7-10 về cái độ kiệt đây. Nhưng mà với cá nhân mình á, đây nè mọi người thấy không, cái độ kiệt của thơm. Nhưng mà với thật ra thì với máy trục đứng mà trong khoảng bằng giá với lại Omega H3000 thì mình thấy là nó cũng chênh lệch không quá nhiều cái độ kiệt. Đây, hai cái thơm đây, đây là độ kiệt của bả. Tại vì cái này á, một phần đó là do trái thơm mình lựa là trái thơm chín. Bả thơm của cái trái thơm chín như thế này á thì nó sẽ giống như là nó sẽ ướt ướt hơn, giống như là mọi người ép cà chua hay là ép dưa hấu thì cái bả nó ra nó mọng nước á. Có nghĩa là cái bả chín thì nó như thế này, nếu mà mọi người lựa thơm mà thơm xanh một xíu nha, mà mọi người thích uống chua thì mọi người lựa thơm xanh thì nó sẽ cái bả nó sẽ khô hơn và nó sẽ lấy được nhiều nước hơn nữa. Tại vì đây mình thích uống thơm ngọt cho nên mình lựa thơm chín. Đó là do tính chất của trái nữa. Và mình thấy là cái lượng bả ép ra nó cũng khá là ok. Đó. Đó. Nếu mà ép với máy trục đứng thì nó chỉ khô tầm một muỗng nước thôi, chứ nó cũng không quá nhiều. Nó không quá nhiều, này mình nói thật luôn, mình đã test rồi. Tại vì nếu mà mình bỏ vào mình ép tiếp thì nó cũng được thôi, nhưng mà mình thấy lúc trước mình có thử rồi. Máy trục ngang thôi nha, trục đứng mọi người đừng bỏ vào ép tiếp là nó kẹt máy. Còn máy trục ngang như này thì bỏ vào ép tiếp được, nhưng mà thấy mình thấy nó vắt ra cũng được có một muỗng nước, mình thấy thôi phí thời gian quá, thôi không có ép nữa. Thấy kiểu cực công cũng chả được bao nhiêu nước. Mình thấy là lấy nguyên bao nhiêu đi nước là quá nhiều rồi. Với mình thì như vậy là đủ. Khi mà máy rất là dễ lắp ráp là cái thứ nhất. Cái thứ hai là máy cũng rất là dễ vệ sinh và cái lượng nước thu về cũng không chênh lệch quá nhiều so với lại máy trục đứng. Thì hy vọng là qua video này mọi người đã có thêm một cái gọi là cái thử nghiệm từ nhà, xem về một cái review thử nghiệm của nhà Nguyễn Ngọc dành cho ép trái cây bằng máy ép chậm trục ngang, đặc biệt là cái loại rất là cứng đầu đó, là nhiều sơ như thế này là nước ép thơm, là một cái loại nước ép mà mọi người rất là thích uống. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem hết video của nhà Nguyễn Ngọc. Nếu mà mọi người cần tư vấn thêm về em máy này hoặc là những em máy trục ngang khác như là lúc nãy mình giới thiệu ở đầu video thì mọi người có thể inbox cho mình. Thông tin mình đã để ở phần giới thiệu và phần mô tả bên dưới. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem hết video của nhà Nguyễn Ngọc nha. Bye bye và chào tạm biệt mọi người, và hẹn gặp lại mọi người video sau nha. Bye bye.